Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay Huy Hùng xin chia sẻ đến quý vị và các bạn một câu chuyện hết sức là đau lòng và cũng khá là đặc biệt. Hai cha con từ một nơi tỉnh rất xa lên đây cầu cứu anh em, quen một người con gái rất là trẻ đẹp. Nhưng mà sau đó một thời gian thì con gái này đã ôm tất cả mọi thứ, tài sản, rồi giấy tờ, nói chung là một cái gọi là một câu chuyện ngoại mục luôn. Thì xin mời quý vị các bạn cùng lắng nghe chi tiết, mọi người sẽ nắm được cái câu chuyện này. Thì trước khi đi vào câu chuyện, xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị các bạn, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ, tìm kiếm chồng bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao, quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Có việc gì khó khăn ha? Dạ. Ta lớn lớn tí ha. Dạ, em cũng có chút việc đó, không bị khó khăn. Trước hết thì em sẽ xin tự giới thiệu là em tên gì ở đâu ha? Dạ. Em tên Phạm Văn Nguyễn. Em ở Kiên Giang. Kiên Giang. Dạ. Kiên Giang lên đây là cũng mấy trăm cây số ha. Dạ. Thì trong cuộc sống mình gặp chuyện khó khăn, gặp chuyện gì ha em ha? Vì nó vậy trên bắt đầu từ trước đi. Mới cưới của vợ. Đứa nhỏ này là con em ha? Dạ con em. Bà xã đâu? Dạ vợ em lúc mà bé còn mới 5 tháng á. Cái để cho con em nhập cho bà nội giữ. Rồi có hai chồng mới làm công ty, trở lại dưới quê công ty làm vậy đó, cũng làm công ty rồi cũng làm cũng một khoảng thời gian vậy đó, cái vợ em mình cũng đi lây đó là gì đó, đó là cái đi làm rồi cái em cũng ở nhà, cũng một hôm đó, em mình làm về, mẹ có thấy vợ của người chưa, cái mẹ nói là chưa thấy về. Rồi em có điện hỏi, điện không được, điện hỏi vợ em á, có về chưa, điện không có được. Rồi lúc đó cái cô ấy mới về là thêm hai người kia đưa về nữa, Là vợ anh với một người khác hả? Dạ. Rồi người nhân tình đi ha? Dạ. Rồi lúc đó em mới hỏi là em có chịu về không? Vậy tới là em thấy rồi, mới hỏi là có chị về quê không? Là nó có em không muốn làm nữa rồi. Dạ không biết làm sao, sợ là mình bắt quả mình. Chị hỏi quả có muốn về quê không? Không quê, không muốn về, không muốn này. Dạ, rồi lúc đó cái sao nói mẹ là giờ thôi mình về quê đi. Giờ quả có không muốn về quê rồi. Là coi như... Quả em ở lại. Rồi vợ anh đi theo nhân tình lâu chưa? 8 năm rồi. 8 năm rồi hả? Dạ. Bé này bao nhiêu tuổi? Dạ. 8 tuổi mấy hả? 8 tuổi mấy hả? Dạ. Là từ lúc giờ là vợ em có quay về thăm con, thăm cháu nào không? Dạ không. Đi luôn? Dạ. Là coi như em với vợ em có kết hôn gì không? Dạ không anh. Tại lúc đó là cưới rồi. Chuyện năm là xảy ra chuyện rồi. Dạ xảy ra chuyện. Có cưới hỏi. Dạ có cưới. Mà không có cái giấy kết hôn. Dạ. Nên là vợ em đi rồi cũng có mấy năm nay rồi không quay về luôn. Dạ không. Không liên lạc luôn. Dạ không liên lạc để thăm con cái hết. Rồi bây giờ em có bước thêm bước nữa nào chưa? Có bà nào chưa? Dạ bước thêm thì có bước. Mới gần đây năm 2022 á. Dạ em có quen gái á, gái. Tên My. Tên My. Là mới được năm rồi nhé. Năm rồi hả? Dạ. Thì nói chung thấy cô ấy cũng dễ thương. Dạ, thấy cũng thương vậy đó. Dạ, thì cũng nói cô ấy là cũng chuyện về sống chung á, thì em cũng lo lắng cho cô ấy vậy. Dạ. Thế cũng em thật sự là em cũng không muốn ở nhà phải cái này cái kia rồi để vợ làm cái này cái kia cho mình. Em cũng muốn đi làm. Em cũng muốn hỏi cái gì đó kiếm cái xe
để làm lo cho gia đình nhé. Rồi cũng muốn dạy vợ, có vợ cũng muốn buôn bán này kia. Em cũng muốn, mình thật sự với họ cũng không có tiền. Giờ vợ mình muốn vậy rồi thì sẵn có mình thương rồi. Nên mình cũng không nghĩ gì, thì cũng nghĩ là nó cũng muốn lo cho nhà cửa, thì cũng muốn làm của mình. Nhà đó thì nên em mới cũng gán ép bụng. Mình chịu đi qua tiền ta, đi qua tiền ta để xử lệnh qua tiền khách hàng. Rồi, Phan. Em quen cái My này là người sao ha, người sao thì em quen được bao lâu? Em quen được cũng cỡ nửa năm. Nửa năm. Dạ. Thôi coi như là hai đứa sống cũng như vợ chồng luôn. Dạ, nhưng mà không có cưới hỏi thôi. Dạ. Bên hai bên người lớn có nói chuyện rồi chưa? Dạ, bên người lớn biết hết rồi. À. Dạ, cũng tính dự định là qua hỏi cưới. À. Đã thương rồi. À, có dự định rồi. Dạ, có. Rồi cuối cùng lại bỏ đi theo trai tiếp. Dạ thì phải lúc thật sự là đi là không nghĩ là theo trai đâu. À. Xa thì cũng biết rồi. À. Dạ. Rồi khi đi thì có lấy tiền bạc gì không? Dạ lúc nãy em cũng mới có nói là lúc còn ở sống chung á, à. Có mua một cái xe. À. Dạ là cũng có hỏi tiền của người gì. Dạ thì đã có gì lấy tiền để mua xe, dạ thì nó cũng xem một phần đó là hỏi tiền xây sở nhà rồi buôn bán gì đó, dạ, cũng bị tạo, thật sự anh ta bị tạo, dạ. Rồi giờ quấy đi, giờ quấy xe quấy lấy luôn, thật sự là thật là cái anh không tốt quá, à. Anh cũng không nghĩ gì, có một phần đó lúc đó đi mua xe, cái em mới bị mất giấy tờ, đó rồi em để bên trên, đó rồi giờ quấy đi rồi lấy luôn cái xe luôn. Là sao mà cái xe của em làm sao mà để cho người ta lấy? Dạ, xe của em tại vì là lúc mà em mua cái xe á, em mượn tiền cái em đi ra công chứng, mà người ta kêu em vô ký tờ, ký tài mình kiếm không gặp, không có giấy tờ, dạ, nên lúc đó em mới để cho cô ấy, tức là hai đứa đi mua, dạ hai đứa đi mua, đó. Rồi chuyện đó lúc đó cũng buổi chiều rồi, không còn kịp thời gian người ta làm việc nữa, nên bắt buộc em để cô ấy ký tên. Đó, nên xe đó là cô ấy tên mượn tiền cũng định đâu đi là coi như lấy xe luôn. Dạ rồi có cô ấy đi. À. Đi rồi có cô ấy đi là chưa lấy xe. Dạ thì có em cũng đang nợ, em cũng nợ vậy luôn. À. Dạ có cái xe rồi thì em cũng chạy công việc như là giao hàng vậy đó, xe em trả nợ từ từ. Dạ rồi sau năm sáu tháng sau quấy lại lấy cái xe, nên bây giờ em nợ luôn thì vẫn còn nợ ngân hàng. Tiền của gì trả luôn, công việc không còn. Nhưng khi mà em lấy cái người sau nè, là người vợ hờ này nè, dạ. Thì ở được mấy tháng như vợ chồng đi ha, dạ. Như vợ chồng thì trong khi đó là bỏ đi rồi là có cự cãi gì không, hay là em cho rằng ở cái người này có đường gẹ em? Dạ không, cự cãi tại vì tới quấy cũng là cái gì làm phụ tiếp em. À. Dạ, chi làm phụ tiếp. Rồi lúc sau này cứ đi trước thì đi vài bữa đi làm về thăm rồi biết được một tình rồi cứ điện không đi bán luôn. Rồi đi luôn à? Dạ. Đi luôn rồi một thời gian rồi mới quay về lấy chiếc xe. Dạ. Trong khi đi á còn có lấy thêm tiền gì nữa không? Dạ không, bây giờ không thêm tiền. À. Dạ. Và trong khi đó là hai đứa ở là cũng đi vay mượn cũng rất là nhiều hả? Dạ đúng, em mượn. Cái người bé bên cạnh là con trai của em học lớp mấy rồi? Dạ học lớp 3 rồi. Học lớp 3 rồi hả? Dạ, hiện tại đang sống với ai? 8 tuổi mấy rồi. Đang sống với ai? Hiện tại đang sống với bà nội. Là bà nội hả? Là em cũng phải kiếm tiền về để nuôi con nữa hả? Dạ đúng rồi. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Rồi cái cuộc sống của em mà sao mà thấy kể mà hôn nhân nó lận đận quá vậy? Cái bây giờ cho anh hỏi lại cái là cái người vợ đầu của em á. À, cũng có sống có cự cãi có đánh đập gì không mà giờ em bỏ đi? Dạ không, em không cự cãi gì hết. Nói chung là sống chung cũng được một năm rồi. À. Dạ, em cưới rồi xong chơi là cũng sống được một năm rồi. Là tới bây giờ
cũng như là công ty được gì á. Được người mẹ đó có về thăm con gì không? Dạ không. Bỏ đi theo trai luôn. Dạ. Mà anh nghe nói là vợ trước em là đi theo trai rồi còn uy hiếp em nữa hả hay sao? Em có thể kể chi tiết không? Là đứng trước cửa phòng trọ á, không cho em đánh cái người vợ em. À là vợ em đưa nhân tình. Em đánh thì mới là đưa nhân tình về tới trước cửa phòng trọ luôn á. Dạ, dạ. Trời đưa nhân tình về làm gì? Dạ. Đưa nhân tình về trước cửa phòng trọ làm gì? Ý là cái nhân tình á đưa vợ em tới phòng trọ để làm cái gì? À, tới phòng trọ là đứng cái đó gì thôi. À. Không làm gì. Là thách thức mình. Là giống như kiểu thách thức em đúng không? À, nhưng mà em với lại cái người nhân tình có nói chuyện với nhau không? Dạ không. À, lúc đó em đã có kể là em thấy vậy rồi á, em không làm gì hết, cũng không đúng, không làm gì hết. Em chỉ hỏi là em có quê không? Hay là em ở trên này? Là trả lời một câu là em muốn ở trên này chứ không muốn quê. Thì lúc đó là em cuốn rồi. Trời à, coi như là em cũng thấy có nhân tình rồi em chia tay. Dạ. À, em tự động chia tay hay là cái người đó chia tay? Có về quê với em không á? À. Nếu chị về thì về, không muốn ở trên này ở. Dạ, nói là không về, muốn ở trên này. Nói chung là cái người nhân tình đó cũng gan đấy, cũng lấy vợ em mà cũng dám đưa về tới tận nhà luôn là cũng gan rồi. Thì câu chuyện của vợ, của con em là như vậy. À. Dạ. Rồi đặng đặng ha, gặp cái rồi sau này em mới quen bé My nè, người vợ sau này là tên My đúng không? Dạ. Đó. Rồi lại cũng ở vài ba tháng rồi cũng nợ nàng rồi lấy xe em đi luôn. Thật sự là mẹ em bé là vậy chứ, không có lấy được em hết. À. Dạ, mẹ em bé em đi không lấy được em hết. Okay, trước cho nhiêu thì người vợ sau này đi rồi vợ sau thì cũng không đúng, mà gọi là người vợ hờ đi ha, chứ có giấy tờ gì không? Giấy tờ hôn thú gì không? Dạ không. Gọi là nhân tình đi. Dạ, đúng không? Thì bây giờ đi lại bỏ cho em một đống nợ luôn. Dạ. Giờ em tính toán coi cái tổng số nợ mà em đang phải gánh vì cái người phụ nữ này là bao nhiêu? Nợ em hiện tại em gánh là khoảng 100 mấy á. Tính ra hết chi tiết em nào. Dạ. Nợ những cái gì? Chi tiết là em có nợ của FE 5 triệu. À. Dạ. Dạ, chờ em nói là tiền nợ của ngân hàng. Dạ, nợ của FE là 5 triệu. Rồi với nợ của xét á là 30 triệu nữa. Dạ. Dạ. Với em nợ của người gì thứ năm em là 130 triệu nữa. Dạ. Với em còn nợ của nhỏ em gái ở bên Củ Chi á là 15 triệu. Nhiều vậy. Dạ. Tại lúc em tự làm để em mua xe mượn tiền cho á. Rồi rồi. Rồi cho anh hỏi rõ ràng cái nợ này á là em vay mượn đúng không? Rồi đem về sinh hoạt trong gia đình. Rồi chứ không phải là hay là con hay là bé My này mượn, kêu anh mượn để đưa cho bé My làm ăn rồi là bé My lấy tiền đi. Dạ đúng, đúng là vậy, không phải là em mượn để đưa cho bé My. À. Dạ em mượn. Có nghĩa là mượn xong là về hai đứa xài chung. Dạ đúng rồi. À, mình nói ở đâu đó cho nó rõ dạ, tí. Mình chứ không phải mình cầm tiền để mình kêu mình đưa cho người ta là không phải. Nhưng mà từ đầu đuôi câu chuyện là bé My kêu anh, xúi anh để mà đi mượn để về cho làm ăn, nhưng mà cuối cùng không có làm ăn. Nhưng mà trong cái số nợ đó là người quen còn có số nợ nào mà khó khăn nhất mà người ta uy hiếp em không? Dạ có, em cũng kể luôn là mới đây là em My á, cũng có em kể là xe đang chạy cho công ty. Dạ, thì nợ em cũng đã kể rồi. Nó là có xe của em đó, em chạy em trả nợ từ từ thì cũng được. Cái em My về lấy cái xe thì lúc đó là em không còn xe nữa. Còn nợ thì cũng vẫn còn. Rồi trong khi đó em nó cũng gặp người ta, nó tin tưởng mình á, để giao xe cho mình đó. Rồi nên thì em cũng lấy tiền đó. Mình quên kể là lúc mà cái xe của đang chạy á là xe nó bị hư. Là nó bị rơi máy á, giả máy xe ra cũng mấy triệu. Rồi em mới được đăng kiểm xe. Đăng kiểm xe thì xong là cũng gần 50 triệu. Đó là em mới mượn tiền, em mới lấy tiền của cái xe đó, em trả tiền sửa xe. Nên dạ em lấy tiền đó là em trả tiền sửa xe. Dạ là em cũng như em đã 50 triệu. Rồi đó. Rồi xong bây giờ bà My về lấy đi. Dạ. Là coi như em không còn xe chạy để trả nợ cho anh ta. Không còn gì hết. Nợ là cái nợ đó là khoảng bao nhiêu? Dạ nợ đó là 38 triệu. Nhiêu? 38 triệu ha. Dạ.
38 triệu là cái số nợ đó là người ta là đòi gay gắt nhất ha. Dạ thì em cũng hứa người ta là cũng nghĩ, tại vì là em có nói là cái tiền 130 triệu của người gì em mượn á, là em đưa cho cái xe rồi, My đã lấy đi rồi, thì em cũng nghĩ mong My đó là trả lời cho em, và em sẽ trả 38 triệu đó, nên em hứa người ta là cuối tháng này đi, em lấy tiền được rồi á, em sẽ gửi cho người ta. Dạ em có nói là vậy, rồi người ta cũng làm giấy làm tờ với mình, thì mình cũng cấm giấu rồi hết rồi. À đúng rồi. Nhưng mà tại sao mình chưa lấy được cái số tiền mà mình dám chắc là mình hứa là mà trả cho người ta? Bây giờ mình hứa lâu quá chứ không được. Người ta đang cần số tiền đó. Dạ, thì giờ em nói hơi gán, em cũng đang nghĩ người ta. Nói anh em gán như vậy, hoàn cảnh em cũng vậy, em cũng không muốn. Xe cộ em cũng không còn. Thật sự là người ta cũng cần phải có một cái gì đó để dành chân nữa. Phải dùng một xe máy hay là cái gì đó. Thật sự với em không còn gì hết. Nên em gán nghĩ người ta, nói là gán gì hết tháng này đi. Rồi giờ cái công việc mình là đang làm gì? Công việc mình đang làm gì? Tài xế. Tài xế hả? Tài xế chạy xe mướn cho người ta hay sao? Dạ, cũng như vậy, chạy xe mướn cho người ta. Hiện tại chưa chạy được nữa, hiện tại vì câu chuyện mới vừa kể á cũng sẽ xảy ra mới đây, nên em cũng chưa có công việc nào để em làm hết. Thế là bây giờ em tâm sự là em đang cái số tiền mà bị người vợ hờ đó lấy đi, rồi đang phải nợ thêm một số tiền là 38 triệu này nữa, là đang gặp nguy hiểm, là do em hướng với người ta là em sẽ trả cho người ta, mà bây giờ không có xe, không đi làm được, cũng không có tiền mà trả luôn. Nói vậy thôi, em cũng xin nói với cộng đồng mạng là bây giờ là chơi với em, giờ em rất là khó khăn, công việc thì cũng không có, tiền nợ thì cũng đang mang cho mình, mà bây giờ 38 triệu này thì giờ em cũng biết nói như vậy sao gì nữa, em cũng em cũng muốn lên đây là nói để con My là vợ hờ em ha, nếu mà thương tình thì gửi lại ba mấy triệu để cho em xoay sở trả lại cái nợ cho cái anh gì mà trong xe đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái người mà nợ 38 triệu là chủ gara xe hả? Chủ xe đúng không? Chủ xe, người ta mình cũng một chiếc chỉ gửi cho mình thôi. À có nghĩa là em cũng có một chiếc xe của em. Dạ. Và người chủ kia cũng có một chiếc gửi vào đó luôn. Dạ, là thành ra hai chiếc đúng không? Dạ. Là em đậu hai đầu xe trong đó. Dạ, đúng, hai đầu xe là rồi. Luôn. Rồi. Bây giờ em mất một chiếc xe kia rồi. Dạ, chiếc kia giờ em không có chặn nữa, tại trả lại cho người ta. À em cũng trả luôn rồi. Dạ. Tại vì em không còn làm ở đó nữa đúng không? Dạ. Mình nợ người ta thì người ta là em lấy tiền của người ta em sửa xe. Được rồi. Em lấy tiền của người ta em sửa xe. Sửa xe của em? Dạ, sửa xe của em. Xe của em vừa sửa xong rồi bị con bạn gái lấy mất luôn. Dạ. Sửa mất nhiều tiền không? Sửa khoảng bao nhiêu tiền? Em sửa xe chứ rồi, sửa xe rồi chứ em đăng kiểm luôn rồi, dòm cũng cả 50 triệu. Tại sửa xe cũng 40 triệu rồi. Rồi đi tới An Giang chứ, đi lên đi xuống rồi. Chiếc xe đó lúc trước là mua bao nhiêu? Đó là em mua 180 triệu. 180 triệu, sửa xong này kia khoảng 50 nữa là cũng 200 mấy ha. Rồi bây giờ bị vợ hờ nó đứng tên nó lấy luôn chiếc xe luôn à. Tội nghiệp, cục giò luôn rồi. Khổ quá. Nhưng mà tại sao lúc mua xe em không đứng mà để cho vợ hờ em đứng tên? Có kể là lúc đó chứng minh của em á, lúc nào cũng không có hết trơn á, không có sự lại tới. Dạ, thì em nghĩ là cũng nằm ở trong đây thì thường công chứng thì đối với chứng minh thì được rồi. À. Dạ, thì em nghĩ móc ra thì có, tới lúc mà ta kêu thì kiếm lại thì cũng còn nữa. À. Vậy là em nghi ngờ cái vợ hờ em đã tính trước giấu chiếc chứng minh của em. Em cũng nói là thật sự là ban đầu á em cũng không suy nghĩ gì đâu. À. Thì thật sự lúc đó mình đã thương rồi, mình nghĩ là mắc thôi. Thật sự chứ không phải mình nói suy nghĩ là lấy gì chứ không có nổi cái làm nợ nữa. Thì nếu mình biết lúc đó mình đã biết rồi thì bị cái xe thôi, chứ không có nổi là em cứ quay tiền cái này cái kia để không lo như vậy. Không phải. Nó thật sự là vậy, lúc đó mình không nghĩ là em My là lại lấy giấy tờ mình chiếm đoạt cái xe vậy. Nói chung là những người con gái này chắc có lẽ là có một kịch bản trước đúng không? Thì như anh nói vậy, dạ thì chắc như anh nói vậy chắc cũng đã là biết trước hết rồi. Nên mới tính trước là đứng tên xe luôn. Em thương quá em không biết thôi. Nhưng mà bây giờ còn thương nhiều không? Dạ không. Giờ hết thương rồi ha.
là em làm hết tiền cái người gái nó mới bỏ em đúng không? Còn nếu em làm có tiền chắc người ta không bỏ nó hả hay sao? Dạ không, nếu anh nói vậy em nói thật là em nghĩ chắc vậy. Tại vì vợ đã có nói với em là cũng đi làm rồi không lo được cho em thôi em sẽ đi làm. À. Dạ cũng nói em. Là nè. Là vợ hờ của em nói là nó đi làm rồi đi luôn. Dạ đi không. Em nói đúng rồi đó, không lo được. Đi. Nhưng mà em thấy thanh niên khỏe mạnh này công việc cũng có mà không lẽ không lo được cuộc sống cho My sao? Dạ em nói thiệt là lúc mà My đi đó là em đã làm nợ rồi. Em nợ là em nợ những cái gì? Dạ em nợ tiền ngân hàng. Nhưng mà cái số tiền đó mình vay về để mình làm cái gì? Hay là mình ăn chơi hay sao mà lại hết cái số tiền đó? À dạ số tiền đó là em có trong nhà. Em có em bên em My là có hai đứa con nữa. À dạ. Có hai đứa con. À là em lấy số tiền đó về em lo cho cả con của người bạn gái nữa hả? Dạ tại vì có là em đi vậy với em là không có còn làm nó lúc mà chưa quen em á thì còn đi làm lúc quen em rồi là em cho làm á. Vậy My này là có một đời chồng có hai đứa con. Dạ đúng. Là em về em lo con cho người kia luôn. Dạ tại lo cho con đi học nghề nữa. Mà sao mà tốt vậy mà sao mà lại bỏ? Thì em nghĩ như anh đã nói đó. Năm bảo rồi em không còn thấy nữa, em không lo nhiều được nữa. Anh chỉ lo cho trong nhà như cơm nước này kia thôi. Nó tiền cũng có em lo xây sở nợ nần. Em không còn. Cái người con gái kia là bao nhiêu tuổi rồi? Sao từ 3 mấy tuổi. Bà mấy 40 tuổi hả? Dạ. Nhưng mà lúc đầu mới quen em thì nó là mới 2 mấy tuổi thôi hả? À, bằng tuổi em. À, em thì năm nay mới có 31. Dạ. Mà năm trước là bằng tuổi là mà em cũng tin luôn. Dạ, tức nhưng mà bây giờ mới phát hiện ra là nhìn thấy chứng minh là gần 40 tuổi rồi đúng không? 37, 38 rồi. Dạ. Trời ơi, vậy là cũng thuộc dạng là bà già đó. Anh bắt đầu hỏi em là tuổi em bao nhiêu là em mới nói trước. Em nói là em đang 92, 30 tuổi là mới năm rồi, em cũng là kể năm rồi. Dạ, vậy em cũng 92. Nhưng mà em với My này quen nhau rồi thời gian lâu không mà mới hai đứa về ở sống chung? Quen cũng được một tháng. À, dạ. Mới có một tháng à? Dạ, quen đi chơi được một tháng à. Không phải là đi thăm vợ mà em cũng hỏi thiệt tình vậy. Anh thì vậy đó. Anh cũng kể đổ vậy. Em có hứa về sống dành không? Em cũng hỏi, em đồng ý. Thì My cũng gửi đổ luôn. Rồi em tính với My là cáp lại. À chưa biết. Dạ, mới quen mà không biết. Một tháng đầu là không biết. Quen sống chung rồi. Mới biết. Vậy mà lúc mà quen nhau tìm hiểu mà không có nói hoàn cảnh à? Không nói thật à? Người kia giấu à? Không, không nói. Người kia giấu, còn em thì em kể hết của em. Đúng không? À, em cũng kể là em cũng gãy đổ này kia. Nhưng mà khi mà về sống chung rồi mới lòi ra hai đứa con. Dạ. Em mới giật mình. Lúc đó em nói sao? Em tâm trạng em sao? Tâm trạng lúc đó thì em nghĩ mình cũng đã có chị rồi, mình đã có gây đổ rồi, có con rồi, mình cũng nhưng mà ý có bị sốc không? Tự nhiên ngay lúc đầu á thì phải nói là rõ ràng, còn bây giờ nói là không có gì hết mà về từng ở đụng cái loại hai đứa con thì đương nhiên phải sốc rồi. Dạ, đúng, sốc những điều mi từng cái mi chiều. Dạ. Dạ chiều mình. Dạ. Yeah. Chiều đó. Cơm nước nhà của hai thứ gì cũng chiều. Ngọt lắm hả? Dạ ngọt. À, bởi vì tới nó ngọt mặt chết rồi. Cái gì cũng được hết á. Vậy á, đặt trợ ra nói là không phải là My đi rồi, phải nói vậy chứ. Chứ cuộc sống với em được á. Bởi vậy cái gì cũng được hết nhưng mà đùng một phát là ôm mất 180 triệu đi đó. Khổ. Khổ vậy đó. Cái gì cũng được nhưng mà cái đó là không được là thua rồi. Nhiều khi cuộc sống vợ chồng. Ừ, bởi vậy. Mà trước trước mà chưa gặp My ha, thì cuộc sống của em á là bị vợ trước bỏ theo trai rồi. Thì lúc đó em sống một mình như lo con này kia thì cũng có khó khăn không? Hay là gặp My rồi mới khó khăn hơn? Lúc mà em mà bỏ không bỏ sống chung với trước á. À. Cuộc sống em là cũng vui vẻ lắm, tự là vui vẻ. Đúng rồi, thì anh nghĩ tướng em thanh niên phải mạnh thì nuôi một đứa con thì ăn thua gì? Dạ, là cũng vui vẻ, cũng có tiền. Thật, lúc đó chưa gặp My em làm có tiền lắm. À. Dạ, rồi lúc gặp My rồi lúc đó vô cái chuyện này chuyện kia rồi vậy đó, cũng bỏ tiền vô. À, lúc gặp My bắt đầu là My bà vẽ ra là làm ăn kinh doanh này kia ha, mượn tiền ha. Em cũng sắm sửa My tại kia nữa, không phải là không. Thì là tôi chiếc nhẫn, chiếc mua nhẫn cho My, em
Ý là tiền em hết là chị lắc. Trước có dư mà hết là chị lắc gặp mì, ít thì lắc mì. Vậy thảo nào lại coi như là cái mi thích chiếc nhẫn thì em sắm chiếc nhẫn, thích chiếc lắc thì sắm chiếc lắc. Vậy sau này mình nợ nhiều quá là mình không sắm được nữa thì mi sẽ nói bỏ đi làm và đi luôn. Chắc em nghĩ gì quá. Chắc em nghĩ chứ em không nợ, chắc con không có nổi đi đâu. Chắc tại em kinh nợ nữa. Khỏi nợ. Thế là ngoài số nợ mà 80 triệu em vay ngân hàng ra em còn nợ ai khác ở ngoài không? Còn nợ khác nữa không? Là 38 triệu là nhận bên đầu xe rồi. Còn ngoài ra còn nợ gì nữa không? Nợ gì nữa? Người em bên Củ Chi á. 15 triệu nữa. Là phải khỏi là lấy tiền đắp cái xe luôn á, mua luôn á. Dạ. Tại em nghĩ là tại trong xe đó, cái xe chạy 1 tháng chứ 2 mấy triệu lận. Dạ. Em nghĩ là em sẽ chạy xe tháng thu nhập được 2 mấy triệu luôn hả? Dạ. Bởi vì có nghĩ đâu anh. Có nghĩa là mình vay được mình trả được đúng không? Dạ. Nhưng mà cuối cùng mấy triệu hả? Nhưng mà tháng em thu nhập 20 triệu chắc em cũng phải chạy nhiều lắm thôi, chạy cả ngày cả đêm. Chạy ngày đêm hả? Thì cũng chạy trong giờ hành chính thì tăng ca rồi nữa. Rồi bây giờ em lên đây em cái nguyện vọng, cái tâm tư của em cầu xin điều gì? Em mong muốn cái điều gì? Em có thể chia sẻ không? Một mục đích chính với đây là em lên đây là để nhắn nhủ tới Mi là nếu mà thấy hoàn cảnh thương của em á khó khăn thì hãy nếu mà thương còn nghĩ chút tình thì gửi lại 38 triệu mà để cho em xoay sở trả trong cái khoản nợ này ha. Trả trên trước rồi. Rồi. Số tiền này em đang cần gấp. Thì thôi cái câu chuyện của em lên đây vượt cũng mấy trăm cây số lên đây cũng cầu cứu anh em thì anh em cũng ghi nhận và đăng tải lên để coi cô chú anh chị nào có quan tâm đến mình thì anh sẽ liên lạc em sau ha. Bây giờ em có đồng ý cho tụi anh sử dụng cái hình ảnh của anh với của em, con em rồi cái người bạn gái cũ của em để chia sẻ lên mạng xã hội không? Dạ em đồng ý. Rồi nếu mà có cái chuyện gì em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ha. Rồi em có, dạ. Em cam kết những lời nói của em là đúng sự thật không? Dạ. Rồi nếu có gì em chịu trách nhiệm trước pháp luật những lời nói của mình ha. Dạ. Dạ thì video của mình em ở đây cũng xin kết thúc và quý ông bà cô chú anh chị cũng theo dõi. Thì qua câu chuyện này thì cô chú muốn nhắn nhủ đến cô chú anh chị ai gặp khó khăn trong cuộc sống, gặp chuyện bất bình trong xã hội thì muốn sự giúp đỡ thì hãy liên lạc với mấy anh em qua số điện thoại trên màn hình. Thì một lần nữa thì mấy anh em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em cũng như khán giả Mạnh Thường Quân. Dạ. Yeah.